Mấy con chạy trước đi. Mày chạy đi. Em có bị thương không? Hãy đưa con tới đợi anh chỗ ngài Naki. Anh sẽ nhanh chóng đi sau. Nhưng bọn chúng không cần lo, anh sẽ tới với em. Anh hứa. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Đi đi. Mày xin. Đi đi. Wayu. Chúng tôi không muốn coi cậu là kẻ thù. Hãy để ta loại bỏ con yêu tinh đấy và con của nó, rồi ngươi sẽ được an toàn. Ta đã không còn là một tu sĩ, nên không cần xem ta cùng loài. Vợ con của ta, nếu ai có ý định làm hại thì phải bước qua xác ta trước. Người tự nghĩ những tên ác quỷ như các người có thể làm gì được tao sao? Mày là đồ thấp hèn. Tao nghĩ mày đừng tự cho mình là giỏi, là yêu tinh, nhưng lại lén trao lòng cho con người. Nhìn lại thằng bé này đi, nó mang nửa dòng máu yêu tinh và một nửa dòng máu người. Đấy là một sự sỉ nhục. Nhưng nếu đúng như thế, các người cũng đừng nên xía mũi vào. Tao không bao giờ nhắm mắt làm ngơ. Chúng tao sẽ khiến cho giáo phái các người cùng với loài người chiến tranh, tàn sát lẫn nhau. Và khi tới hôm đấy, tất cả đất đai này sẽ xứng đáng thuộc về ác quỷ bóng tối. Quả đúng tao nghĩ không nhầm. Các người đứng sau chuyện ở làng Phút. Oh.
Đợi đã, Hoa Du. Hãy nghe tao nói trước. Đừng nóng vội. Bạn à, cho dù ta từng lớn lên cùng nhau, nhưng hôm nay mày có định cướp đi mạng sống vợ con của tao thì tao cũng sẽ không tha cho mày. Ngài Then bảo tao tới để đưa mày về. Pha Hu bạn của ta, mày hãy để tao đi theo con đường của tao. Tao đã bảo, tên xấu xa này đã bị ác quỷ che mắt. Hãy giết nó đi, Pha Hu, trước khi nó gây thêm nhiều tội ác. Các người hãy mau rời khỏi đây. Đây là chuyện chỉ có hai chúng tôi. Pha Du, tao yêu thương mày như anh em ruột. Nhưng hôm nay chính Ngài Then đã trao cho tao thanh kiếm Aki để trợ giúp tao bắt mày, nên tao muốn mày biết một điều: tao sẽ đánh hết mình. Ngài Naki, tôi xin lỗi vì đã khiến các ngài chịu quả cùng. Tôi chắc chắn sẽ ra đi không sớm muộn. Tôi xin gửi phay con trai của tôi cho ngài, và hãy đợi Hoa Du bố đứa bé tới đón nó ở đây. Hãy tin tưởng vào ta, Sang Đen. Đứa bé này tôi sẽ là người giúp cô trông nom nó. Trái đất từ thời xa xưa, con người chìm giữa cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa nhóm người tự xưng mình là tu sĩ và thế lực siêu nhiên bị gọi là yêu tinh. Cuộc chiến đã nổ ra và kéo dài. Yêu tinh chia thành hai giáo phái. Một, đấy là tinh linh yêu hòa bình, cần sống trên trái đất để tu hành. Một giáo phái là ác quỷ bóng tối, là tà ma chuyên gây bao đau khổ. Pha Hu và Hoa Du, hai học trò của thầy Then, tướng lĩnh đội quân tu sĩ, được giao trọng trách đuổi bắt, tiêu diệt toàn bộ yêu tinh, cho tới một trận đánh quan trọng khi Hoa Du mang quân của mình đuổi bắt ác quỷ bóng tối ở ngôi làng Phút. Đấy cũng là nơi sinh sống của những tinh linh.
Sanden, người đã biết được bí mật. Trận đánh của những tu sĩ lần này là một âm mưu của ác quỷ bóng tối, khi muốn xúi dục toàn bộ yêu tinh cùng chống lại nhóm tu sĩ, để chúng lợi dụng cơ hội cướp lấy lãnh thổ của con người. Sanden đã lén giúp Hoa Du trốn khỏi cái bẫy của ác quỷ bóng tối. Và khi hai người được gần nhau, thì tình yêu giữa người và yêu tinh đã nảy sinh ra giữa sự tranh giành khốc liệt, và đã thành đại chiến không lâu sau đấy. Anh là một người dân nội thành đúng không? Không biết ở đây chỉ toàn yêu tinh hay sao? Tao đã đợi mày lâu rồi. Mày chính là tên đã giết chết anh chị em tao đêm trước. Có bao nhiêu võ nghệ thì hãy cố mà thể hiện nó ra ngay bây giờ đi. Thanh kiếm Đắc Kha có nghĩa là mày không phải là con người. Chúng mày biết để làm gì? Hãy trả lời tao một câu hỏi, rồi tao sẽ cho mày cơ hội. Tao được nghe rằng tụi ác quỷ đang nhốt một tiên nữ. Nó ở đâu? Ngươi đang đi tìm tiên nữ à? Ngươi định dùng tiên nữ để làm gì? Tao hỏi mày, không phải để mày hỏi lại tao. Tao biết tiên nữ ấy đã bị nhốt ở tháp Quy Palat. Nếu ngươi còn yêu cái mạng sống của mình thì đừng tới đấy sẽ tốt hơn. Đấy là chuyện của tao. Giờ ngươi có thể thả ta ra được rồi chứ? Tao đã hứa cho mày cơ hội để đầu thai kiếp khác. Không! Không!
Tao bảo chúng mày kiếm thầy cúng về trừ yêu tinh. Tao đâu bị mỏi, mang thợ massage về làm cái quái gì? Hình như ông không mấy tin tưởng tôi. Đừng mất thời gian, ta hãy nói tới công việc ông thuê tôi tốt hơn.
chàng trai, cậu có chuẩn bị đồ ăn tới cho ta chứ? Nếu không thì cậu sẽ không thể vào trong. Đồ ăn sao? Tôi không biết là mình cần phải chuẩn bị đồ ăn cho ông. Vậy nếu không mang gì tới thì ta sẽ xin một bên cánh tay của ngươi vậy. Cũng được. Mày là ai? Sao dám cả gan tới nơi này?
Tao tên là Phay. Tôi tới để lấy tiên nữ. Tiên nữ là vật báo của ác quỷ bóng tối. Mày không phải ác quỷ thì lấy đi làm gì? Để cơ hội sau tao cùng đàm đạo với nhau. Nhưng hôm nay hãy trao tiên nữ cho tao trước. Tao không thể trao nó cho mày. Vậy thì bà là tiên nữ đúng không? Đúng, tao là tiên nữ. Có vấn đề gì sao? Chừng này tuổi mà dám gọi tao là bà. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Thank you.
Đây là đường duy nhất của ta. Không, tao sẽ không đi với mày. Mày đi mà tự sát một mình đi. Không còn lựa chọn nào khác đâu. Tao không đi, tao không nhảy. Bà già, chúng ta chắc thoát rồi đấy. Cái thằng quỷ này, sao mày lại nặng như thế chứ? Chịu đựng một chút đi. Ta cần bay lên hướng bắc. Không đâu, đừng để tao nói thêm nữa. Thêm chuyện gì nữa? Tao không còn đủ sức nữa rồi. Sao? Phải hạ cánh thôi. Mày bị sốt rét hay sao vậy đen? Gì mà phải run lên thế chứ? Yêu quái, chúng mày muốn khiến tao bực đúng không? Hôm nay chúng mày sẽ được gặp tu sĩ, thầy cúng, cả khẩu súng này. Các ngươi chuẩn bị đầu thai kiếp khác được rồi đó. Sao chúng mày còn trốn? Ngài, ngài à, nó tới rồi kìa. Ma. Tao biết ngay mà, cứ nghĩ tài giỏi, hóa ra ma cũng còn sợ chết. Mình nhầm rồi, chúng đang kéo tới cả địa ngục. Con rết. Ma bỏ đi. Rết lại mò tới. Đợi thêm đi. Thế nào rồi cũng sẽ có bọt cạp để ngâm rượu. Chúng mày hãy nuốt chửng tao cho hết chuyện luôn đi. Thank you.
cái thông tục. Không cần giật mình đâu tiểu thư. Đề Lan Chan, ngươi định làm gì tôi? Hãy để tôi chứng minh cho cô thấy Đề Lan Chan này có thể khiến cô hạnh phúc như thế nào. Mọi người ở đây nghe nào, thông báo từ ngài Phan Qua, với tình hình khẩn cấp khi lũ ác quỷ bóng tối gây ra biết bao là lầm than, nên tôi Phan Qua thông báo tới những người có võ nghệ, có phép thuật, nếu ai Dương à, tao nghĩ để mày đọc xong cái này thì rết khổng lồ tới nuốt chửng mày rồi. Ngươi nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi. Không cần lo lắng đâu. Ở đây không có ai là kẻ thù. Ông không phải là con người. Người và yêu tinh cũng như nhau. Có tối, có sáng, có đen và trắng. Nếu ông là ác quỷ bóng tối, ta không phải là ác quỷ, tinh linh hay là bất kể thứ gì. Ta là Thâu Hiên, là người canh giữ khu rừng này, khiến nó trở nên yên bình cho tới khi ta gặp được các ngươi hôm nay. Cảm ơn ông đã giúp, nhưng tôi có việc phải đi. Đi nào.
Đợi đã, ngươi đã đánh cắp tiên nữ, chắc chắn nôn nấu ý định xuống hố quỷ, đúng không? Sao ông lại biết? Con người vì muốn được chiếm đoạt vàng trong hố đấy nên đã đánh thức tên quái vật. Đúng là lòng tham vô đấy. Tôi không cần số vàng bạc châu báu đó. Vậy ngươi cần thứ gì trong cái hố quỷ đấy? Ngươi có mối quan hệ gì với ngài Naki không vậy? Phay à, ta dạy con cách dùng kiếm, không phải để con dương que đuổi mũi như vậy đâu. Vì bố toàn cho con dùng que. Nếu có kiếm thật thì hãy cho con một thanh để con tập với cái que này. Thì sao con có thể giỏi được như bố chứ? Thằng nhóc này giỏi ngụy biện đi. Nếu con muốn có một thanh kiếm cho riêng mình thì phải bắt cho bằng được con rắn ấy trước. Ngài Naki là người có công ơn, vừa làm thầy và cũng vừa làm bố của Phay. Dạy cho Phay chiến đấu, cho Phay sinh tồn trên thế gian này. Trước khi ông ấy từ trần, ông ấy trăn trối với Phay rằng có một điều duy nhất có thể ngăn lại ác quỷ bóng tối, đó là Beda Naki, được sinh ra từ ba thứ đặc biệt: nước mắt mẹ thiên nhiên Thorani, tro cốt từ địa ngục, gương thần Thê Qua. Đây là một trách nhiệm quan trọng được giao cho chính Phay, cái việc loại bỏ ác quỷ bóng tối biến sạch khỏi trái đất này. Ta nghĩ ngài Naki nuôi dạy ngươi rất tốt. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một điều, không biết có chấp nhận nghe ta nói hay không. Tôi luôn sẵn lòng. Từ nay, nếu cần giết yêu tinh thì xin ngươi chắc chắn trước. Ngươi thực sự đang trừ hại đúng cái xấu, vì với yêu tinh vẫn còn cái tốt tồn tại. Thêm một chuyện nữa, hố quỷ mà ngươi đang tới chính là điểm kết nối trái đất, thiên đường và hỏa ngục. Hãy thận trọng với quái vật nơi đấy. Ngươi đi được rồi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Vinh dự khi được gặp lại ngài. Ta nghe tin các ngươi đang gây họa lớn khắp nơi đúng không? Ông hỏi thế chắc không có ý tới để giết chúng tôi chứ? Sao ta có thể giết chính anh em của mình? Nếu vậy có gì cần chúng tôi giúp thì ngài nói ra.
Ta cần gặp tên Aswafit. Cái tên lập dị đấy sao? Nó đang sống ở hố quỷ hướng Tây. Sao gọi nó là đồ lập dị? Nó là tên yêu tinh dâm dê, chỉ quan tâm tới đàn bà và nhục dục. Vậy ta có thỏa thuận cho hai người. Nhanh chân lên đi. Tao nghĩ chúng bắt đầu theo tao rồi. Tao mau rời khỏi nơi này thôi. Mà có thể im lặng chút được không? Đau đầu quá đi mất. Ở sau lưng. Chạy nhanh lên. Tao đã bảo là không nên đi đường này mà. Tên điên này. Sao ngươi có thể tới đây? Giúp thả tự do cho tôi được không? Anh à, cầu xin mà, hãy thả tôi ra đi. Biết ngay mà, hóa ra ngươi cũng không khác gì mấy tên ác quỷ xấu bóng tối. Mày là ai? Sao dám đột nhập vào đây? Tao tới để lấy nước mắt mẹ Thorani. Nực cười. Mày nghĩ mày có thể lấy nó đơn giản như vậy sao? Món đồ đặc biệt này mày cũng ăn cắp từ người khác không đúng sao? Cứng miệng đi.
Không cần sợ, ta tới rồi. Đâu kia? Còn sức để tôi lôi thêm một người nữa chứ? Sao ngươi lại nhiều chuyện như vậy? Ít ra thì ta cũng đã thấy người mình yêu lần cuối. Ta đã nói chính tay ta sẽ giết ngươi rồi mà. Dậy mau, dậy đi, họ đang giết nhau kìa. Không chịu dậy, vậy ta sẽ đi đây. Ta không thể ngờ là có người đã diệt tên quái vật đấy thay ta. Ông là yêu tinh à? Hay ông là tu sĩ? Ta là người tới đây để giải thoát nỗi đau cho dân chúng. Vậy những tên ác quỷ bóng đêm đấy, chúng là những tên tự nguyện hầu hạ ta. Từ nay chúng sẽ tin nghe ta, sống dưới quyền lực của ta. Cái cô đang cầm trên tay có vẻ là một báo vật khó kiếm. Đấy là thanh gươm của chàng trai kia. Anh ta là người đã giao tranh với tên quái vật. Thưa ngài, nó chính là tên Phay, con trai của Hoa Du và Sang Đen. Đứng dậy, nhanh nào. Đi nhanh. Chúng ta sẽ tới chiếm lấy thành của chúng. Tất cả vàng bạc sẽ thuộc về mình tao. Đi nào, nhanh lên.
Vay à, mẹ đây, con hãy tỉnh dậy đi. Vay à. Đứa nào chậm chạp giết hết chúng đi. Nhanh chân lên. Nhanh lên. Nhanh hơn nữa đi. Nhanh lên những kẻ lười biếng. Đứa nào làm chậm là tao sẽ giết. Sao mày lại sắp nhiều vậy? Tao đã bảo giết bớt mà, mà còn chả chịu nghe. Xương đòn tao sắp gãy rồi. Là mày sao? Tên tinh linh giả tạo. Đưa ra tay đánh vào thành của tao. Tao đã tha cho mày mạng sống mà mày còn hỗn láo nữa sao? Lôi nó đi đánh. Mày không làm gì được tao đâu. Này, chúng mày định làm gì? Nhanh chân lên. Nhanh chân lên nào. Chỉ là roi da, có gì mà la thét lên vậy? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org.
lên sân đục. Chơi đã đủ vui chứ chị. Tao chưa từng dám nghĩ một tên thầy cúng trừ tà lại ngủ với ma. Ông đang nói điều điên khùng gì vậy? Đứa bé trong bụng cô không phải là con người. Nếu không thì cô đã chết từ lâu. Xem ra tao và mày vẫn còn nghiệp chướng với nhau. Lần trước người mẹ tội lỗi của mày dám yêu con người, để cho dòng máu cao thượng phải bị giấy bẩn bởi dòng máu thấp hèn của con người, sinh ra một tên nửa người nửa quỷ đáng xa lánh như mày. Hôm nay tao sẽ chấm dứt mọi nợ nần, trị những tên phản bội yêu tinh bằng chính tay của tao. Ngài của tôi, ngài, ngài của mày đứng ở đây nè. Ngài ơi, ngài, đúng là ngài rồi, đúng là ngài, người mang lại hòa bình của chúng ta. Mọi người hãy tung hô ngài đấy nào. Thôi, thôi đủ rồi. Đen à, cho dù tên này không còn mắt, nhưng xem ra là người có ích. Kiếm việc trong cung cho nó làm đi. Dẫn nó đi tắm rửa đi. Dân thương ngài, tên râu xoăn kia lại đây. Mặt của ngươi trông rất là quen.
Dương à, dân thương ngài, mặt của ông bị sao vậy? Mang cả tên này đi cùng, ta muốn nghe nó hát bài Giả Từ Vũ Khí. Dân thương ngài, đi đi. Từ nay ma quỷ các người không cần phải sợ, vì từ nay nó sẽ không còn dám mò tới đây nữa. Đơn giản nó đã được nếm vị của ta. Mọi người hãy an tâm mà làm ăn, để ai cũng có tiền mà xài, khi đấy ta mới sống hạnh phúc. Bà bị bệnh giờ leo hay sao vậy? Về thôi Đen, Dương. Anh đi bây giờ, không muốn ở lại đây thêm một thời gian sao? Không muốn. Tôi có chuyện quan trọng cần làm. Người biết bay kia đi đâu rồi? Không rõ. Tôi cũng đã không thấy từ sáng sớm. Đợi đã. Thực ra chính ta cũng là nửa người nửa yêu tinh, nhưng quan trọng người ta sẽ nhìn mình ra sao. Chỉ cần cô là một người tốt là đủ. Ta đi đây. Đi nào. Và từ đấy, nước mắt mẹ Thorani, một trong ba món đồ đặc biệt có quyền năng Bedanaki, có thể đánh đuổi được yêu tinh và ác quỷ bóng tối, biến sạch khỏi trái đất này, nằm trong người con anh dũng của Hoa Du và Sang Đen, chỉ còn tro cốt hỏa ngục, gương thần Thê Qua mà họ cần lên đường để tìm kiếm. Tới tận những phương trời xa, cho dù biết bao hiểm nguy và kẻ thù đang chờ đón họ phía trước.